Đua nhận quà đôi cùng với Lâm Đình Việt Nam tham gia ngay sự kiện Đua phát sinh để có cơ hội nhận ngay phần quà dành cho các cặp đua. Chỉ hai bước đơn giản, bước 1 nhấn vào thử mẫu này các cấp đó bên dưới video và chọn bốn mặt bốn ảnh video bất kỳ đăng kèm hashtag và Valorant Duo Flexing. Bạn có thể tự sáng tạo nội dung mà không cần template của nhà tổ chức. Cái chỉ là vậy thôi. Hình như nó chỉ là mà tôi vẫn chưa nghĩ ra là mình nên ghép cái gì. Tôi vẫn không biết là mình nên ghép cái gì anh em ạ. Rồi anh em thử đi. Anh em cũng có thể thử, anh em nào mà có người yêu á thì có thể thử. Phần quà bao gồm giải nhất là 800 ngàn gói Yellow Pay combo bộ sưu tập Valorant, hai áo thun, hai bộ đeo thẻ, hai túi đeo chéo. Đó, tôi thấy cũng ngon. Sự kiện diễn ra từ 19 tháng 2 đến 25 tháng 2. Thấy cũng ngon nhưng mà tôi đang chưa biết đây chưa biết cái mời. Nhưng mà mình phải mua cái này nè, mình phải mua cái này nè. Bây giờ tôi có một cái rồi, tôi thiếu cái còn lại. Tôi có cái bên trái rồi, tôi thiếu cái bên phải nè em ơi. Ơi á, nghe đầy đủ chị có không, tôi thấy gì đâu. À, hiện rồi. Anh xíu. Alo, nghe. Alo, alo, Alo. alo, sao không nghe được gì nhỉ? Cậu bị điếc à? Sao không nghe được Alo, hết cậu? Cậu bị điếc à? Điếc à? Thử nói là bếp đẹp trai tôi nghe được không ạ? Alo, không không nghe được, cậu phải nói cái gì đi xem tôi nghe, là xem nghe được không? Tôi xong rồi, hỏng mic rồi. Mình còn câu nào khác không? Còn câu nào khác không? Alo, Nghe chưa, nghe chưa? Alo. à nghe được rồi. Tôi không nghe được, tôi nói gì à? Tôi nghe chứ, tôi nghe rõ chứ. Ok, sao tôi thế, Nhưng mà tự sao nhiên bạn khúc nghe, giữa, tôi gọi cho bạn, trong bạn bảo là không biết tôi nói gì. không, tự nhiên cái khúc giữa nó bị mất mic. À, khúc Những giữa nó khúc bị giữa mất không mic có à? nghe mình À, cả. không phải, lúc nãy tôi không nghe tiếng mic của bạn. Thì tôi thử bảo là bạn thử nói câu là đẹp đẹp trai cho tôi nghe được không? Thế bạn thử nói Như mất câu, mic, thế hình bạn như mới mất mic gì vậy? thế bạn thử nói câu xe lít hai bánh đi xem tôi nghe được không à? À, xe lít hai bánh. À, nghe được à? À, thế thì mic cũng được đấy nhở? Được được được. Thế Xin bạn bạn lỗi, bạn thử nói thêm câu này, tôi đi, tôi không, bạn thử nói câu tôi đi xe lít hai bánh cho tôi xem nào, tôi nghe thử xem nào. À, tôi đi xe lít hai bánh. Được, tôi từ từ thế, xong rồi bạn nói thử một câu nữa để tôi xem chắc chắn mic của bạn là tôi sẽ đi xe lít hai bánh từ Sóc Trăng về Lạng Sơn, tôi nghe thử xem nào. Lạng Sơn ở đâu vậy má? Trời ơi, không có, không biết Lạng Sơn đâu trời. Mà tại sao lại là Lạng Sơn? Thì ai biết, thì đang nói thử để xem có nghe được không. À, tôi sẽ đi xe lít hai bánh từ Sóc Trăng về Lạng Sơn. Thôi được rồi, nghe được rồi. À, tôi định hỏi bạn là không biết là hôm nay bạn có rảnh không, bạn có tập trong băng cơ, bạn đã kiểu đã giãn giãn ra chưa? À, nó cũng hơi giãn giãn rồi đó. À, hơi giãn giãn à? Hơi giãn giãn rồi, bữa là hơi căng. Hơi căng à? Thế hơi giãn giãn hôm nay đã êm được chưa? Ô, mới hôm qua tôi thấy bạn bắn thì kinh lắm mà, bắn với cả kiểu nghĩa nghĩa gì ấy. Nhẹ nhẹ hả? Hôm qua là nó còn hơi nhức nhức mà đã đỡ rồi. Không có, đây này, đây này, mới hôm qua này, sâu mách gì mà ngày lễ tình nhân đây. Ủa, cũng biết hả? Đây này, thế hôm qua thắng hay thua? Hôm qua thắng 4-1. À, 4-1 cơ. Đúng vậy, Thế do anh leo gà, 4-1. hay là do bạn bắn hay? Do tụi tôi hiểu ý, ăn ý. Hiểu ý ăn ý á? Đúng rồi. Tức là từ 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 thang điểm 1 đến thang điểm 10, thế là ví dụ cái độ hiểu ý và ăn ý nó là chấm được trên số điểm mấy hả bạn? Tôi nghĩ là 9 trên 10 á, tại vì tụi tôi thua có một game à. Còn lại tôi thắng hết. Thế sao tôi với bạn bắn lại toàn thua hả không? Chắc là mình thiếu thiếu cái gì á. Giữa chúng ta còn thiếu cái gì á. Thế là ví dụ mà tôi bắn với bạn như thế thì bạn thử chấm thêm là cái độ tinh ý của mình là mấy điểm? Tôi thấy tôi bắn như vậy là kiểu như mình thua nhiều hơn thắng thì tôi nghĩ là 5 5 năm thôi. 5 năm ạ. Tôi muốn vào thể hiện lại một xíu không? Nghĩa bạn chấm 9 điểm mà tôi bạn chấm có 5 điểm rồi à? Thế thì không được rồi.
kiểu như mình, tôi thấy mình thua nhiều hơn mình thắng á, mình chưa có được ăn ý lắm á. Thế thì không được rồi. Thế thì đôi khi hôm nay mình phải nâng nâng lại cái số điểm lên đúng không? Nâng lại Ừ cái số điểm lên đúng không bạn? đúng rồi, đúng rồi. Thế bạn vào game chưa? Tôi vào rồi. Thế bạn vào nhanh đi. Bạn vào bạn chờ tôi đúng không? Đâu? À thế à? Không, tôi mở sẵn rồi. Tôi mở sẵn từ từ đầu rồi. Thế chắc các bạn chờ người khác. Đâu, không phải. Thế chắc các bạn chờ tôi. Thế tôi xin lỗi rồi. Ơi, Valorant không cho tặng quà. Tặng cái gì? Tặng cái quà giống như Liên Minh ấy. Liên Minh tôi thấy tặng quà được mà ta. Ô bạn định tặng tôi cái gì à? Ô Tôi tôi định tặng bạn cái hình của cái đua D á. hình của đua đây là cái gì? Đây là cái gì? Trời ơi, hay vô thiệt đó. Vô mở cửa hàng lên ngó cái đi. À thế á, tôi vào. À, chết rồi, bây giờ mày update này hỏng rồi. Trời ơi, Cái anh này không mở gì. một Anh mê thiệt một sự đây lỗi là. Ủa, Valorant mới update không? Tôi chết rồi. Thôi không sao, update máy của tôi nhanh nhá. Mạng của tôi đóng 1 triệu một tháng thôi. Nhưng mà bạn có đợi được tôi không? à, được được được, đợi bao lâu cũng được. Thật ra Thật. thế Thế bạn lỡ cứ update đi. tôi update 2 tiếng thì sao? Ngồi 2 tiếng tôi đợi luôn. Thế Tôi 3 ngồi tiếng tôi thoát sâu khang cổ họng tôi đợi luôn. nghe 3 tiếng thì sao? Ba tiếng nữa. Thôi đi ngủ. Ok kìa, chơi bẩn đấy. Đợi tí đấy, chắc nhanh thôi. Nhưng mà ngồi đi gọi bạn nhá. Ok. Ok, tôi qua ngồi. Alo, cậu nghe được không? Nghe nghe nghe, cậu nghe rõ không? Không, cậu bảo là cậu tặng tôi cái gì cơ? Nhưng mà đâu có tặng được đúng không? Cái này Tôi á. đang có UVP nhưng mà nhìn như Valorant đâu có chức năng tặng đâu. Ủa nhưng mà cái này là cái gì? Cái này là móc móc súng á. Móc súng. Móc súng. Thì à thì móc súng mà móc vào súng mà đi đúng không? Móc Ủa vào nhưng mà súng. thế bây giờ bạn dùng cái Cậu nào? cậu mua cái này, cậu móc vào súng cậu đi. Tức là cậu thích khẩu súng nó phải kiểu móc móc quá lên thì mới được à? Tức phải độ độ một tí à? Không mấy mình mua cái avatar thôi cũng được. Ở đây tôi mua cái băng đồ luôn, mua avatar thì hôi lông. Để Đâu? mua cái vendor đi. Ủa thế hôm trước sâu mách gì game người ta nhà phát hành người ta không tặng cái này à? Không, cái này tôi tự mua. Tự mua từ từ. Đúng rồi. Đâu, đâu ủa thay ở đâu nhỉ? Ai ở đâu á? Tôi đặt. Ê tôi vừa mua tôi mất tiêu rồi. Hả? Đâu, tôi Là nhìn. sao? Là sao? Nó ở đâu để tôi ngó. Ê từ từ. Nó đâu ta? Ôn này. À, đây đúng không nhỉ? À đúng rồi, cậu để cái màu hồng đi. Đúng rồi, Ủa? hợp luôn ấy chứ. Đẹp. Tôi phải để màu cam chứ. Sao tôi lại trông ủy mị thế này? Hợp luôn Tôi trông tôi ủy mị này. Ê, tôi vào Nine Market của tôi đã. Tôi nó đang là cái biểu tượng mà hồi mùa 1 ngày xưa của tôi này. Radiant à. Thôi, đừng có Trông để nó cái đó. đẹp đẹp quá. Đừng Ơ kìa. đừng đừng có để cái đó, bọn nó khinh đó. Đừng Là sao? đừng có để cái đó, mắc công mình bắn không được cái nó hỏi cái bút đi này của nó À nào mình không dám nhận ấy. ý bạn chỉ tôi bắn ngu Không phải, tôi phòng trường đúng hợp không? xấu nhất cho bạn ơi. À phòng trường hợp tôi đúng không? Thế bây giờ phải đeo đeo cái nào? Đeo Tôi phải cái đeo. móc móc súng hình cái con gấu hồi nãy á. Bóp súng hình con gấu. Đây á. À? Móc. Con màu đỏ đỏ này đây á. À? Đúng 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 đúng. Con này trông. Con này trông nóng nảy lắm. À không không, không nó đổi đấy. Đúng rồi, nó Đúng đổi không? á. Ê nó giận dữ xong rồi nó bắn trái tim mà. À thế nó ám chỉ trong mối quan hệ là một người phải là chó điên, một người phải là kiểu nhẹ nhàng rồi mới khắc chế được người ta này. Thấy cậu là nhẹ nhàng hay chó điên? Không tôi sẽ làm chó điên chứ. Chó điên à. Bạn thử nhìn tôi xem bạn nghĩ tôi có nhẹ nhàng được không? Chúng ta cần như nào nhỉ? Phải nâng điểm số kết hợp ở trong mối quan hệ tình bạn này lên con số 10 đã. Rồi. Mình nâng luôn cái rank của nhau được không? Chúng ta có thể chơi với nhau. Cái gì? Mình nâng luôn cái rank của nhau á.
Ý bạn chê tôi kim cương 2, bạn kim cương 3 hay bạn hơn tôi đúng không? Ý là mình phải cùng nhau nâng nhau lên ấy, bạn hiểu không? Trời ơi, bạn hiểu cái gì ấy? Cùng nhau bế nhau lên à? Đúng đúng rồi. Rồi rồi. Thế bạn thích được bế hay là thích bế người khác? Thích bế người khác. Hóa ra là hồi tôi xem cái vlog là bạn kiểu tập luyện các thứ đấy là để bế người khác đúng được. Đúng rồi, đúng rồi. Thế bạn thích được bế hay là thích người ta bế? Tôi thích được bế. Hợp lý quá nè. Đấy, tôi thấy mình ăn ý được xíu rồi đó. Bạn thử xem nào, xem bạn có thử bế được tôi không? Market, maybe market here. 1910 bạn. I said jet, I'm going. 3, 2, 1, flashing market. What, he spammed me. Trời ơi. Nó spam rồi, 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 tới rồi. Nó spam à. Nó spam chết tôi kìa. Điều thế. You can win this, Benz. I trust you. Oh, God damn. Sao này nó nói nhiều thế. Ui, hãy. Last player standing. Thằng nói nhiều hơn cả tôi đâu, bạn ơi. Nhiều máy nói quá. Nice try. À, ý bạn bảo bạn không thích con trai nói nhiều. Đâu, một người thôi bạn. À, tức là một người một nói người thôi. Tới người thứ hai nó nhức đầu. I think I'm gonna stun early here for the push. À, nhưng mà giọng thằng này hay nhờ. The fuck? Nó giọng giống như mấy nhân vật hoạt hình ấy. Của Disney ấy. Walk up, I can stun on contact here. What am I stun right now? Wait, bạn làm được bạn ơi, đúng rồi. Cái gần có không? Nó đi qua đường đấy. Hay. Bạn bế tôi lên à? Bạn bế tôi lên à? À đúng rồi. Mình hai phiên nhau. Mình hai phiên nhau. Bế qua bế lại à? Bế lại. Tí nữa tới bạn. Rồi nó số van là bạn A này. Tôi trả thù mày con vợ này. I can stun Jenny and Heaven here. Ai coi chừng nó đi qua kia. Focusing. One in the smoke. Okay. One. Linh cầm shot tee round 2 ạ, xúc quả thật. Bắt trả thù với tôi đi. Ok. Tôi nghĩ là mới smoke nó chưa vào luôn đâu, ai ngờ nó đứng ngay cạnh nó smoke luôn bạn ạ. Tôi tưởng tôi đã bắt được nó rồi. Tưởng à? Overthinking rồi. Đi trigger. One heaven. Flashing in 3. 30 seconds left. Guys, you guys want to buy like rifle and light shield only? We didn't save that second with crats, I think. That rifle anyway. Nó bạn mình mua giáp một chưa? Được rồi, mình nghe nó bạn. Mình 04 mình nghe nó đúng không bạn? Đúng. Ô bạn 04 rồi à? Bình tĩnh, tôi là dualist, không có dualist nào mà sợ chết đấy. Nice. Ok, sao này không bắt? Last player standing.
Ây da. Tôi yếu quá, tôi định lướt lên phệt nó bạn ạ. Hay rồi, tôi hay bạn sung lắm, sung lắm. Sung chứ, trời ơi, ba mạng là phải sung chứ. Đép cho đi. Nào bạn ơi, tôi tìm lại bản thân rồi, Chưa. À không, tôi đốt được cho bạn này, xong rồi tôi lên dao được. Ồ, hợp lý. Ồ. Hợp lý luôn á, bạn tin tôi hả? Tôi đã bao giờ không tin bạn đâu. Tôi sẽ làm nên lịch sử với cái súng này. Nghe coi, đâu. Người thẳng lên lên mới được. Bạn cho tôi cái lịch sử đi xem nào. Nó. Lịch sử? À, làm được, tôi tin bạn. Bắn nó mồm nó đi. Apple. Go aiming, go aiming. Nó có ulti, Hai. Right there. Okay, both on side, both on side. No flying, no flying. Wait, TPS. Alright. Both down. Okay, go. Let's go! Pulling them in! No time. Yeah, let's go! Tạm lại tâm này cho đến lúc tôi lấy cái tâm của bạn. Cái tâm tôi nó cứ nở nở ra. Cái mày lấy được chưa? Âm nở nở. Bạn chết. Tao lấy cả đường. Ôi. Ôi giời, thơ quá. It's ok. Trời ơi. Ê tỉnh ra. Chơi Valorant lâu lắm rồi vẫn còn cái tâm nở nở luôn. Không phải nở, không phải nở. Nhưng mà tôi không thích có cái khoảng trống ở giữa hai cái tâm ấy mà, để nó phải bít và khít vào tí. Không thật, không đùa. Kiểu nó phải kiểu nhỏ thôi, cái của tôi nó bị rộng quá. Bro, what are you talking about, man? Hay vãi lều thề. Yeah, actually, we're playing. Từ, bạn đừng chết nào. À, chứ, mình không nghe rõ tiếng game, ta sẽ thức. Nghe tiếng game nó cứ bị... Đâu bạn ơi. One tree. Nghe tiếng game cứ bị nhỏ ấy nhỉ. Hay cậu... Cậu cái giáp nhỏ cho tới xin cái súng này không? Mid KJ. Break. Don't copy me, Knife. There's only KJ B. I'm low. No, one market. What the fuck? One mid top. Bad one. Get concealment. Oh shit. Ây. Wow. Sao chết hết vậy? I'm not gonna lie, that was my bad right there. Cái lùm vi. Greedy. Ê, tao mua súng cho. Tao mua súng cho cậu nè. Thật ra? Cậu mua Guardian cho tao được rồi. Đâu? Ủa? Mua giáp nhỏ đi ông nội. Tận nhầm. Need a drop. Không phải đâu, tôi bình thường tôi ăn uống tôi hay kiểu đổ muối vào cho nó hơi mặn. Camera taken out. Ủa, tiếng gì như Odin vậy? Nice. Yeah, that's good. To be sure peeking. I'm watching market. Let me go back. Copy. Can win. Obi, right. Obi, go. Keep trying, man. Keep trying. Mùi con kia nó điên đấy. Ulti. KJ was. Oh, thế bây giờ phải đi à? Maybe backside. I can stun. Actually, flash. I'm gonna fuck him up. Flashing on site. Cậu ơi, sao cái tường này nó bóp mình đấy nhỉ? Cái tường của mình nó bóp mình. Ui, hay quá.
ba viên. Đúng mình nó bóp bóp mình cái gì ấy. Không ngon chui thôi, nó cầm khẩu đi lại đục quá. Điên hết cả người ạ. Think they're going back B. Đi được cơ. Think they're going back B. Too low, too low. Bị con đâu cả. Này. Enemy punished. So far was aiming. Yeah, so far was aiming. He was recon sign. I don't do that, man. One enemy remaining. Spike down aiming. Mid. Aiming, aiming last. I saw him. Aiming many, at least two. Three, three, three. Holding with stuns who are B-main right now. Maybe go. Ê, cậu nhìn top nhất cho tao được không? Cậu nhìn top nhất cho tao. Không, tao biết smoke rồi, tao biết smoke rồi, tao biết smoke rồi, tao biết smoke rồi. Kệ đi, để tự. Xong rồi, bắt thế chắc còn đấy. Nice. Mong được. Như ISO đang giỡn gì vậy? Nice. Ô, top mid hay sao nè? Yo, I have aiming, I have aiming. One mid top. Let me tell one weapon. One mid top, alright. Trời ơi, cái gì vậy? Gì mà có một thằng cầm cái classic cái chổng bị vờn ác thế. Trời ơi. Qua một round. Cậu nói mít được không? ISO. Ôi cậu ơi, cậu nói mít đi. Can you trade me? I need an op. Okay. Thank you. Đây, tao sắp mít rồi, tao sắp mít rồi. Recovering it. Right there. Không phi dao làm gì mấy thằng này. Go mid. One B me. Catch your gun, ulti. Get out of my way. Thanks, B. B. Okay. Catch your gun, ulti. Help me. Let them go inside. I'm not going to be. Đi đã sao? Hay thế con OTP priority. Hay quá cậu ơi, nó cứu cậu một mạng đó. Không hiểu được chuyện gì mà xảy ra cậu. Tôi đây. Cậu làm cái gì? Luôn nó không.
xa vãi sao mà chết được. Cái khẩu đó là đứng kế bên luôn á, môi chạm môi luôn á, chết được. Let's take this Rina down. Yeah, một mình. Để tôi kế mít cho. Ờ, cậu kế mít cho tớ nhá. Ừ, ui da. Ui da, nó đóng cửa rồi. Go inside, go inside, go inside. One enemy remaining. One enemy remaining. Ôi trời! Nowhere to run. Chết mẹ, hết đạn rồi, hết đạn rồi. Safe. Coi chừng sau lưng, coi chừng sau lưng. Last player standing. Hay, chạy đi, chạy đi. Đứng đây lộ lưng á. Không cần thế. Hay cậu ơi, chạy đi, chạy đi. Chuồn thôi. Thrifty. Hay. Tuyệt vời, nó nghèo chưa? Nó hơi hơi nghèo rồi đó. Nó hơi nghèo rồi đó. Nó vẫn có tiền. I need a gun. Talk. I can buy you, Cypher. Yo, Asteroid, you sound like Malhi. Are you Malhi? Huh? Oh, you know me? Yeah, I know. Em biết chị mà. No. Índio come jota. Índio come. Nice shot. Do you want to repick it? I can flash in 3, 2, 1. Nice. Bitch. Smoke. What I mean? Sounds H3 now, H3 now. H3, 1. Close, right. One more. Watching left. Yeah. Hey! Say something, bro! M.I.G! Oh. You're the best. Ác quỷ! Được chưa? Được. 10 điểm chưa? Nữa, cái nữa là win, cái nữa là win. 10 điểm chưa? Cái nữa là win. Nói người ta 10 điểm đi! Đúng. Tôi muốn. Nghe thấy em nói tôi 10 điểm. Hay thế nhở? Được rồi. Cậu em như siêu hoạt hình đấy. Anh kêu chị. I'm RP. Spike planted. Okay, I'll do. Wait. Hey. One enemy remaining. Anda. Hey. Good round. Trời, Đếp bị mù đúng không? Hay quá. Được. Mà sao quả đó under chết hai thằng mà cậu đi đâu đấy? Ôi, không, tôi tưởng là có một thằng thôi. Tôi tưởng nó. Tôi tưởng nha. Tôi huy tưởng một tí. Hey!